Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc rất là cao cấp của Mercedes-Benz quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này rất là mới quý bạn nhé. Mới lăn rất là đẹp và được trang bị rất là nhiều option, ví dụ như là kính 3 lớp, cửa hít, camera 360, 5 chế độ lái, loa cao cấp, hệ thống âm thanh loa cao cấp boom master, cửa sổ trời siêu rộng panorama và tay lái 3 chấu quý vị bạn nhé. Và cụm đèn toàn bộ là hệ thống đèn là full LED quý vị bạn ạ. Chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp và với option thì rất là nhiều quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 2 tỷ 299 triệu đồng quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Mercedes Benz 4MATIC phiên bản GLC 300 sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đấy ạ. Cúp điện các bạn nha, và chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Toàn bộ về cái phần nội thất này đều rất là mới, vì chiếc xe tự động đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nha. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, biển 30G quý vị bạn nhé. Phiên bản này là GLC 300, rất là mới, rất là đẹp ạ. Toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là đẹp và ngoại thất thì cũng rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất là màu đen. Đấy, ngoại thất là màu trắng và bên nội thất là màu đen. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mercedes-Benz C300 GLC 300 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này quý bạn nha. Đấy, ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện và hệ thống âm thanh cao cấp, loa boom master đấy ạ, rất là đẹp, rất là hay quý bạn nhé. Hệ thống âm thanh rất là cao cấp của chiếc xe Mercedes GLC 300 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe Mercedes GLC 300 trắng ngọc trinh sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nha, rất là mới và rất là đẹp luôn ạ. Tất cả ngoại thất, nội thất đều rất là mới đấy ạ. Đây là cái phần đầu của chiếc xe các bạn nhé, phần la răng này, phần la răng đúc rất là đẹp này, phần đèn này, hệ thống đèn là full LED, đèn pha là bi xenon các bạn nhé, và đèn LED ban ngày. Đấy, cụm lưới tản nhiệt rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.